hơn một năm nay. Thì từ khi dùng cái phương pháp cà phê enema này xong thì tôi cảm thấy là người rất là khỏe mạnh, nhẹ nhàng, mà thề với các bạn là rất là giảm cân đấy, giữ dáng luôn, thấy sức khỏe rất là tốt. Các bạn biết trước ấy, tôi tầm chỉ cao khoảng 1m57 thôi, mà tôi nặng tầm khoảng 55-56 cân. Thế từ cái ngày làm cà phê đến bây giờ, đương nhiên là tôi kết hợp tẩy sỏi nấm, kết hợp chế độ ăn uống nữa, thì giảm được. Và bây giờ tôi giữ khoảng tầm mức 50 cân. Thế bạn tôi thì cũng là nhiều người, cũng các bạn rất là tò mò, các bạn cũng rất là quan tâm, thế cũng muốn chia sẻ, thì mình rất là vui vẻ thôi. Cái gì tốt thì mình cũng muốn là chia sẻ đến mọi người, để mọi người cùng hiểu, cùng làm. Những cái gì tốt thì đương nhiên là phải lan tỏa, chia sẻ, chứ giữ một mình thì không được. Mà Xuân tìm hiểu được cái chương trình Thải Độc Vision á, một cái mà Xuân trong vòng 2 năm nay là Xuân không khắc phục được. Xuân vẫn tập thể dục, Xuân vẫn tập ăn uống chế độ, nhưng mà cái phần lên bụng nó không xuống. Tại vì mình khi mình sanh nở thì cái phần lên bụng của mình nó sẽ có, hầu như phụ nữ ai cũng có, sẽ có lên bụng mình nhỏ hay là to thôi. Thì sau khi mà chương trình quản lý cân nặng thì Xuân từ 50 còn 58 thì Xuân còn 48 kg như hiện nay. Thì sau đó thì Xuân mới phần đai bụng là rất là nó khó chịu lắm. Cái xăng cái đai bụng của mình là nó tới 80 rồi, cái đai bụng mình lúc nào nó cũng phải bự hơn cái phần eo. Mình cảm thấy rất là khó chịu cái phần này. Và khi mà mình trải nghiệm cái chương trình Thải Độc Vision liên tục luôn. Mình chỉ làm chứ có một tuần thôi, chứ không mình không có làm chưa được tháng nha, mình làm một tuần mình làm liên tục một tuần luôn, thì nó giảm được là hiện nay mình còn được 73, là nó giảm 7 xăng. Thì hiện nay là eo Xuân chỉ còn có 62-61 chứ nó không có hồi ngày xưa là hồi vừa lúc chưa thải là eo mình còn 64-65 nha. Nhưng mà hiện tại eo của mình là giờ còn 62-61. Nhưng mà phần đai bụng của mình cực kỳ tâm đắc luôn. Phần đai bụng là nó đã mềm, rất là mềm, và nó đã siết chặt được một cái phần nào đó cho mình. Là hiện nay là mình cảm thấy rất là nhẹ, người rất là nhẹ. Cho nên những chị em mình đang có vấn đề về cân nặng hay là vấn đề gì đó, mình có thể tìm những chương trình này để mình thực hiện tại nhà, để cho mình một cái sức khỏe được tối ưu hơn. Đó, đây Xuân sẽ đo cho cả nhà xem nha. Phần này là phần eo nha. Phần eo mình phải để đo đây. Đây các anh chị, eo của mình là chỉ còn có 62 thôi các anh chị. Thì bữa hổm nó được xuống được 2 xăng nữa, bữa hổm là còn 64-65 gì đó. Đây ạ. Còn cái phần ở dưới đây là phần này đúng không mọi người? Ngày xưa cái phần này là nó rất là cứng, nhưng mà cái phần này bụng bây giờ nó đã mềm rất là nhiều. Đây ạ. Phần này bụng của mình bây giờ là còn được 63, được 73. 73 xong. Rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã nghe cái phần chia sẻ của Xuân ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Khi mà bắt đầu nhận thức được cái sức khỏe của mình đó là cần những gì á, thì mình thấy là từ trước tới giờ mình sống sai quá, mình cái kiểu như là mình bạc đãi với cơ thể của mình quá. Thì biết thích thì đi ăn cho đã, xong rồi làm vài ba ly rượu hay là dăm ba chai bia gì đó thì về là ngủ thôi, quan trọng gì. Nhưng thời gian gần đây thì mình thấy sức khỏe của mình đi xuống rõ rồi, mình ăn không ngon, mình ngủ không yên luôn, và thường xuyên là bị táo bón. Và khi mà bạn mình giới thiệu cho mình phương pháp này á, thì mình bắt đầu mình làm. Ôi trời ơi, bạn chưa hiểu cảm giác mình cảm thấy kinh khủng với chính cái cơ thể của mình. Ở đâu mà nó ra những cái chất thôi rồi mình không tưởng tượng ra. Ở đâu mà nó bám vào từng mảng như vậy, tròn tròn vậy, hơi kinh khủng quá. Hồi trước giờ mình không biết về cái điều đó, cũng không cảm nhận được những cái điều gì bất thường ở trong ruột mình. Trong 2 tuần trải nghiệm á, thì mình thấy cơ thể của mình nó khác đi rất nhiều nha. Cái bụng của mình lúc trước là mình ốm thôi, mình không có mập.
nhưng mà cái bụng của mình dường như là ăn rồi, cái mình nằm mình mới đi hồi viết á, cái nó cũng to, nó to cái vòng bụng, ai ăn nhiều quá rồi nằm nó to. Thì khi mình làm lần mình lúc nào cũng chuẩn bị cái dây thước dây này hết mỗi ngày. Mỗi ngày là ngủ thức dậy tập thể dục về thì lại lấy đo, đo coi nó lên xuống thế nào. Và khi mà mấy anh chị đi trước á và hướng dẫn cho mình thì mình cũng thử mình đo cái vòng bụng của mình, cái chất thải mà nó thải ra là nó có thật sự là thải ra hết những cái chất độc hay không. Mình không biết như thế nào chứ khi ban đầu á, trước tiên để mà thải độc á, thì mình có đo trước vòng bụng của mình là 63. Khi mà thải độc xong á, quá trình một bữa thải độc xong của mình á, đi đi toilet rồi xong cả, mình vào mình đo cái bụng mình còn có 59, 60 à. Và các anh chị đó có khuyên mình là uống khi mà thải độc. Khi nghe cái giải pháp này có vẻ là hơi ngại ngại đúng không? Nhưng bây giờ thì lại 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 chờ từng ngày để làm à? Thế là trước là chị bao nhiêu ký? Năm mươi chín, ta làm qua 2 ngày là mình giảm được 1 ký rồi hả? Chúc mừng. Trời, cái cảm giác sướng nhất, nhưng cái sướng nhất á, là khi mà em làm cũng vậy, nhưng cái sướng nhất nữa là cái cơ thể của mình nó rất là nhẹ nhàng và nó sảng khoái đúng không? Thế là chị trước đây là mình có dùng cái sản phẩm giảm cân gì chưa? Không sướng đúng rồi, bởi vì là em gặp rất là nhiều, chắc là truyền cũng giúp cho chị hiểu là đấy, thì nó phải có cái cơ chế nó như thế thì nó giảm được rất là nhanh. Nhưng